Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt thứ tư cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ. Điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sáng nay được tổ chức tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đợt này, Bộ Y tế cung ứng cho Đà Nẵng gần 70.000 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 3 loại Moderna, Pfizer và AstraZeneca. Trong đó, hiện Đà Nẵng đã nhận được gần 20.000 liều vaccine, 2 loại Moderna và Pfizer. Riêng vaccine Pfizer thì có 1.170 liều sẽ tổ chức tiêm mũi 1 cho đối tượng là người bị bệnh mãn tính, bao gồm cả nhân viên y tế tuyến đầu bị bệnh mãn tính, và tiêm mũi 2 cho cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến số 1 tại khu ký túc xá phía Tây thành phố. Tại khu vực tiêm chủng, ngành y tế tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho đối tượng tiêm và khám sàng lọc theo quy định.